ngoại lệ của Tuấn Trần gọi tên Phương Anh Đào, đứng gần Tiểu Vi như một vòng trái đất. Anh ngồi đây bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, không gian gì, không nơi gì. Đứng cạnh Phương Anh Đào chẳng thấy khoảng cách, nóc nhà không thích là không dám mặc đồ hở. Bà kêu ông cài cúc áo vào ông cài luôn thì phải, mê cái cách chị giữ chồng. Sự tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe, ta thậm chí không thể lúc tay ở trên da, vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem xa. Khán giả ai nấy cũng soi ra được cái cách Tuấn Trần đối xử với những mỹ nhân khác rất đối lập so với Phương Anh Đào. Mỗi khi đi chung và đứng cạnh Phương Anh Đào thì Tuấn Trần lúc nào cũng ngọt ngào. Chính vì thế, cộng đồng mạng mới gọi cô chính là ngoại lệ của anh. Ở một khoảnh khắc cùng Tiểu Vi, Tuấn Trần luôn giữ kẽ và anh cũng không có sự tương tác thân mật nào với cô nàng như các sao nam khác, điển hình là Song Luân. Tuấn Trần và Tiểu Vi thì được ví như là một vòng trái đất, dù đứng chung khung hình nhưng sao lạ lắm. Cũng cùng một sự kiện nhưng khi đứng cạnh Phương Anh Đào thì Tuấn Trần lại vô cùng vui vẻ, còn rất là tận tình tương tác ống kính. Nhiều người còn cho rằng Tuấn Trần nhìn Phương Anh Đào rất là tình. Ở một khoảnh khắc, cộng đồng mạng còn soi ra sau khi Phương Anh Đào nói điều gì đó, Tuấn Trần liền trong tích tắc chỉnh sửa trang phục của mình để kín đáo hơn. Ai cũng biết Phương Anh Đào có cốt cách cả thơ nhưng khi sánh đôi cùng Tuấn Trần thì là công chúa của anh. Trước đó, mỗi khi chụp ảnh hoặc có công việc, dự án chung với các sao nữ khác thì Tuấn Trần cũng đều giữ kẽ như thế. Nhưng đi chung Phương Anh Đào thì anh ấy lại có trạng thái cảm xúc khác. Nói hai người không có tình ý với nhau thì có lẽ chẳng ai tin. Tuấn Trần và Phương Anh Đào nhiều lần bị soi loạt hình hẹn hò. Tuấn Trần từng cho biết rằng khi đóng phim với bạn diễn giỏi và đẹp như Phương Anh Đào, tôi có cảm xúc nhất định để khán giả tin. Phương Anh Đào tạo chemistry tốt, làm tôi rung động, tạo cho tôi cảm giác cô ấy cần sự che chở. Nói về gu bạn trai, Phương Anh Đào chia sẻ cô không có hình mẫu nào nhất định. Bởi vì những đặc tính tốt như tử tế, chân thành, biết chia sẻ, yêu thương thì ai cũng thích hết. Nhưng để hai người ở bên nhau và có thể xây dựng tiếp nữa hay không thì rất là khác. Những tình yêu đến và đi đều có những tính cách khác nhau. Chính những điều đó khiến tôi nhận ra rằng không nên đặt ra khuôn mẫu nào hết. Chỉ là có tình cảm chân thành và muốn thay đổi vì nhau thôi chứ không có bạch mã hoàng tử đâu. Nhiều người cho rằng nếu Phương Anh Đào và Tuấn Trần lấy nhau thì sau này có con đúng chuẩn visual bùng nổ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.